Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguồn điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi đã vào lắng nghe và ủng hộ tinh thần cho nhóm thực hiện chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp của chúng tôi, cũng như mong ước mọi sự an lành đến với tất cả mọi người. Hôm nay, chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 101 sẽ được dành riêng để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Hiếu Nghĩa, là một trong số những nhạc sĩ kém may mắn, bởi ông đã để lại cho giới yêu nhạc hai nhạc phẩm bất hủ mà cho đến giai đoạn hiện tại vẫn còn được nhiều người ưa thích. Thế mà chúng ta lại không biết gì về ông. Xin mời quý vị cùng đồng hành với nhóm thực hiện chương trình để thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến nhạc sĩ Hiếu Nghĩa ngày hôm nay. Tương tự hoàn cảnh của nhạc sĩ Lê Trực, một nhạc sĩ khác cũng xuất hiện trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Đó là nhạc sĩ Hiếu Nghĩa. Không ai rõ tiểu sử của ông, cũng không biết Hiếu Nghĩa sáng tác bao nhiêu bài hát. Vì trong thời kỳ gọi là kháng chiến, có những nhạc phẩm được phổ biến tại hậu phương. Người trong thành, các vùng tề không biết, và ngay tại các vùng hậu phương, không phải nơi nào cũng biết. Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, như giao thông khó khăn, thành phần giai cấp của tác giả, và một số tác giả đã bỏ về thành. Vì vậy, Hiếu Nghĩa chỉ có hai bài thật sự được nhiều người biết đến là Chàng Đi Theo Nước và Ông Lái Đò. Nhạc phẩm Ông Lái Đò còn có một tên khác là Hình Ảnh Hai Cuộc Đời. Bài này là một trong những nhạc phẩm được coi là đánh dấu cho những sáng tác thời kháng chiến. Về hình thức, nhạc phẩm này hoàn toàn mới lạ vì trước đó chưa có một ca khúc nào được viết như thế. Ông Lái Đò không hoàn toàn là một bài thơ phổ nhạc, nhưng được viết để trình diễn xen kẽ giữa ngâm và hát, thích hợp để biểu diễn ở các sân khấu bất chợt như sân đình, góc chợ, trường học, một nơi nghỉ chân trên dọc đường hành quân chẳng hạn. Nhạc phẩm mở đầu chậm như một truyện kể, có đủ những nút thắt mở. Người trình diễn thành công nhất cho nhạc phẩm này phải nói là ca sĩ Hùng Cường. Có nhiều nguồn tư liệu cho rằng Hiếu Nghĩa đã sáng tác bài thơ Ông Lái Đò, rồi sau đó lại dùng bài thơ của mình để phổ nhạc và đặt tên là Hình Ảnh Hai Cuộc Đời. Nguồn tin này không hiểu có chính xác hay không, vì như đã vừa đề cập đến, chúng ta thật sự không biết gì về tiểu sử của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa. Tuy nhiên, nếu bỏ đi phần nhạc mà chỉ đọc lời nhạc, thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng nhạc phẩm ấy tự nó đã là một bài thơ. Và như thế thì có cần thiết phải phân biệt đâu là thơ và đâu là nhạc nữa hay không? Bởi cái biên giới giữa thơ và nhạc ấy vốn dĩ đã quá mong manh. Chúng ta hãy lắng nghe nhạc phẩm Ông Lái Đò, hay còn gọi là Hình Ảnh Hai Cuộc Đời của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa, với tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường, người ca sĩ đã được giới yêu nhạc đánh giá là thể hiện thành công nhất ca khúc ấy từ trước tới nay. Thank you.
trên sông một bóng con thuyền. Cắm sào đợi khách không phiền, lòng ai hôm nào có một chàng trai về đây chút sạch những ngày đau thương. Tôi đã gặp một chiều trên bến nước ông lai đò ngồi đợi khách sang sông. Gió đưa nhẹ đôi hàng lâu lá lướt, ông lai buồn đưa mắt mỏi mòn trông. Một dĩ vang từ nghìn xưa chiếu rồi, mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông. Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối xóa nhòa đi trong cùng tận đáy lòng. Ngày nào trên bên sông vắng lành, đời buồn tênh như lỡ một cung đàn. Thuyền đò ông mang nặng sầu cô quanh, lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông. Khách qua đò ngày xưa hờn quá, cha công ông để lại một vài xu. Họ với ông hai cánh đời xa lạ. Sáng sông rồi không một tiếng phân yêu. Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ, đến ngày xưa tưởng ngủ muôn đời, ông lai đò trong tuổi già bóng xế. Còn mong gì thấy được ánh hồng tươi. Nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ, non sông rền một điệu nhạc oai hùng. Dòng sông xưa chuyển mình lên hăm hở, muôn hoa tươi căng thẳng giữa sông
hùng. Ông lái đò giờ đây già yêu lắm, cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi mươi. Hồn rung manh trước cánh đời tươi thắm, nỗi mừng vui không thốt được nên lời. Từ hôm đó bên đò sông dày, bao nhiêu chiều đã đón khách sang sông, những người khách không giống ngày xưa ấy. Họ về đây mà hồn nặng chịu vương mình trên nếp áo. Đường xa xăm tóc lòng gió tơi bời, họ đi rồi ông thấy buồn ao nao, vì họ qua bên anh một lần thôi. Và từ đó bên hàng lâu là lướt khách ngày xưa không trở lại sang sông, nên mỗi chiều thả thuyền theo bên nước. Ông lại buồn đưa mắt mỏi mòn trong. Có thể coi Hiếu Nghĩa, Võ Hòa Khanh, Nguyễn Mỹ Ca, Lê Trực là những nhạc sĩ nhờ chiến tranh đã mang tới cho âm nhạc Việt Nam. Nhưng rồi chiến tranh cũng mang họ đi mất. Quả thật như thế, chiến tranh trên đất Việt đã cướp đi bao nhiêu tài năng của đất nước Việt Nam nói chung và những nhân tài trong nền âm nhạc nói riêng. Theo nhiều nguồn tư liệu không thể kiểm chứng được thì dường như Hiếu Nghĩa cũng đã qua đời trong thời gian mà cuộc kháng chiến chống Pháp đang bùng nổ khắp nơi trên mọi miền đất nước. Những sáng tác của Hiếu Nghĩa vốn dĩ đã rất ít ỏi lại còn bị thất lạc theo thời gian. Ông chỉ còn để lại cho chúng ta hai ca khúc mà nhạc phẩm Hình Ảnh Hai Cuộc Đời đã là một trong số đó. Bây giờ chúng ta hãy đề cập đến sáng tác thứ hai, cũng là sáng tác duy nhất còn sót lại của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa. Chàng Đi Theo Nước là một nhạc phẩm rất phổ biến và được yêu mến của Hiếu Nghĩa. Với những âm hưởng lâng lâng của điệu nhạc vals dịu dàng, Chàng Đi Theo Nước gợi trong lòng người nghe biết bao niềm cảm mến. Niềm xúc cảm đến từ tình yêu của người con gái. Cô tiễn người yêu lên đường theo tiếng gọi của non sông. Cô nhớ đến lời ước hẹn của người ra đi. Cô hình dung hình ảnh hiên ngang của chàng ngoài chiến địa. Hình ảnh oai hùng ấy đẹp tựa như người tráng sĩ trong Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn. Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung,
thanh liền mong tiến bệ rồng. Thước gươm đã quyết, chẳng dung giặc trời. Cô cầu xin cho chàng lập thật nhiều chiến công, để lại danh tiếng lưu truyền sử danh. Rồi khi mùa xuân đến, cũng là ngày chàng trở về, nhạc phẩm đã được kết thúc bằng những lời lẽ gợi hình thật trữ tình và lãng mạn. Rồi xuân đến dưới gốc mai xưa, nơi lệ thắm khăn hồng tiễn đưa, em chào đón chàng về vinh quang, bên chàng say đắm một trời xuân thanh bình. Vừa cùng chúng tôi thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Ngọc Lan trong nhạc phẩm Chàng Đi Theo Nước. Chúng ta biết quá ít về Hiếu Nghĩa, hay nói cho đúng hơn là chẳng biết gì về ông. Nhưng đã biết bao năm trôi qua, mỗi khi nghe được những âm hưởng ngọt ngào của Chàng Đi Theo Nước và giai điệu phong phú của ông lái đò, chúng ta đều nghĩ đến tên của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa. Như thế phải chăng đã là quá đủ?
vị vừa cùng chúng tôi lắng nghe chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 101 dành tưởng nhớ nhạc sĩ Hiếu Nghĩa. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc chân thành tri ân sự theo dõi, lắng nghe và ủng hộ tinh thần của tất cả thính giả từ khắp mọi nơi. Xin vui lòng đăng ký kênh, để lại lời bình luận cũng như giới thiệu chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến bạn bè và những người thân quen. Cầu chúc sức khỏe và nhiều điều may mắn đến với toàn thể quý vị, và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.